văn nghệ hôm nay và phần trình diễn của tổ một tư với thể loại nhạc cảnh, một tập bài hát Ngày Xuân Tươi Cưới, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Xin mời. Tình yêu là tựa đề muôn thở của nhân loại, trải qua bao nhiêu thế kỷ, có biết bao nhiêu danh hào suy nghĩ, có rất nhiều lời ca tiếng ca ngợi tình yêu. Nhưng tình yêu là gì? Tình yêu có màu gì? Mãi đến giờ vẫn chưa ai định nghĩa được tình yêu. Nhưng ai cũng biết rằng tình yêu cao nhất của mình là hôn nhân và lễ cưới. Tân và Tổng xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Và tiếp sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe một ca khúc vui nhộn được mang tên Ngày Xuân Tươi Cưới. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xin cảm ơn. Xin chào thầy. Anh cũng cho hồi.
xin cho người coi bầu mình trốn cái chỗ. Mình ơi, em ngồi về là em mệt lắm đó mình. Đứng kia đây. Cảm ơn mình. Mình ơi, em khá nước lòng danh mình nhau em rất được. Dạ hả? Nha, không biết được lấy không nè. Mình mở rồi, mình cho nó vào vị trí cũ rồi. Sao mà chịu đó? Nè. Cảm ơn mình. Chém đi. Mình ơi, em thèm ăn. Chua phải không? Dạ. Tôi nói bà rồi á, ai nói trong nhà phải đẻ con vịt đực làm ăn mới khác được. Trời ơi, mình nghĩ sao xanh luôn năm vịt cá. Trời đất ơi, đi về mở thường cách vậy đó. Năm con vịt cá mua là cá bá 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 bá. Quay qua còn gặp được bầu nữa. Cái đó là đâu có phải lỗi tại em. Tôi sợ. Trời ơi, di chuyển kẻ quả, di chuyển nào mới tới. Bầu nặng mày. Tại nặng chứ đi kiểu vậy. Đọc đi. Sao mà không đọc? Tôi kêu bà đọc cho tôi nghe được chưa? Đọc thì đọc. Mình thích mặt bột nào nè. Bột nào chứ đi vui đó. Có bột này vui lắm đó mình. Sao? Bán nhà. Có một căn nhà cần bán. Bà rảnh quá. Vui không? Bán nhà có liên quan gì tới tôi đâu mà vui hay là không vui. Riêng em rất là vui. Bởi vì bán nhà em có thêm vàng em đeo nữa. Bà đỡ mặt tôi hả? Bỏ tôi nha. Có một ngày nè mình. Sao? Lông buồn. Có một con chó lông xù cần bán. Ủa, có gì đâu nó buồn. Chắc là con chó hay là nó buồn. Ha, có một ngày hay lắm nè mình. Sao? Có một bà vợ mang thai bị ông chồng ngược đãi. Vì xin tuyên là con gái, không xin con trai. Chồng buồn, đi nhậu lại rồi. Trên đường về bị sét đánh ngang tay. May mắn hết, không có trúng cái lỗ tai. Mà... ai kêu bà đọc tờ báo này? Dạ mình sao? Ai kêu bà mua tờ báo này? Dạ mình mua. Báo. Đứng đó làm gì? Cô biết đi vòng vòng đi. Đi vòng vòng làm gì mình? Người ta nói á, bầu bì, đi cho để lẹ, nghe chưa? Mỗi lần em đi em cực khổ lắm đó mình. Cứ đi cho tôi. Bầu chứa có giờ mình mặc bầu cho nên mình chứa có giờ biết cực khổ là gì. Mỗi lần em đi như vậy là mình em không có sung sướng gì đâu mình. Mỗi lần em đi chuyển đi như vậy là rất là khó khăn mình có biết không? Mình không bao giờ thương em mình ơi. Mỗi lần em đi như vậy em rất là chóng mặt đó mình. Em rất khổ khi phải đi chuyển đi như vậy đó mình. Mình không có hiểu cho em mà mình cứ bắt. Mà làm gì vậy? Em mệt. Bà đi bà không biết chóng mặt hả? Em chóng mặt nè. Bà chóng mặt nó cũng xỉu vậy nè. Vậy đừng bắt đi nữa. Tôi kêu bà đi á là đi đằng xa kìa. Đi đằng gần là đi gì? Thế bởi vậy không hiểu nói mà nữa. Có thằng nào đối mù lấy thằng vợ.